tôi là Quyết đây. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe mới mà vừa mới về đến kênh của tôi, xe máy Long Biên đang chào bán. Đó chính là chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning Van đời 2009 nhập khẩu nguyên chiếc, biển số Hà Nội. Và chiếc xe này ngay chiều hôm nay là tôi sẽ đi đăng kiểm mới. Chiếc xe này là nhập khẩu và chiếc xe này được trang bị 2 người ngồi và 350 kg hàng hóa phía sau. Thế ngay sau đây tôi sẽ mở luôn cái cốp lên để cho ông ta thấy. Đây ạ, tổng thành của chiếc xe ở trong bên trong này đây. Đây ạ, chúng ta có thể thấy đây, tất cả xe đều nguyên bản tuyệt đối hết. Tại vì sao hôm nay tôi lại bỏ cái hàng ghế của phía sau này ra? Bình thường ấy là chiếc xe này là sẽ không có hàng ghế phía sau, và ở đây sẽ là một cái khoang để chúng ta chứa tất cả các loại hàng hóa của chúng ta ở đây. Nhưng mà tôi bỏ này ra để cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta có thể nhìn thấy đây. Tức là về cái phần gầm ấy của chiếc xe Kia Morning Van này thì phải nói thật sự quý vị là chẳng 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 hết. Đây chúng ta có thể nhìn thấy phần này là cực kỳ là nguyên bản, hàng còn thế nào hàng gì hay là có một cái lỗi nào cả. Phải nói thật sự là rất kiếm để tìm được một chiếc xe Kia Morning đẹp xuất sắc như thế này. Phần sắt xi, thân vỏ gầm bệ của con này thì cực kỳ đẹp. Những cái thanh này chúng ta có thể nghe thấy đó, tiếng sắt cực kỳ là chắc chắn khỏe đẹp. Tháo cái hàng ghế ra để tôi quay cái này cho anh chị quý vị và các bạn xem. Đấy, chiếc xe đã được độ một hàng ghế sau. Hàng ghế sau thì có thể là chúng ta để dựng lên thì chúng ta ngồi ở đây là thành ra xe 5 chỗ, và ta hạ xuống đây thì lại trở hàng như bình thường. Thế đây, ngay sau đây tôi sẽ nhấc cái này lên cho chúng ta xem một cái phần cốp của nó này. Đây là phần cốp của xe, chúng ta có thể thấy đấy, cái bộ mà phích đồ đạc đi theo xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng còn nguyên bản. Phích rồi tay công từ dưới này là la răng của lốp sơ cua. Đấy, rồi cái phần nòng cốp này cũng cực kỳ đẹp đấy. Cái người chủ mà đã đi thì người ta là cực kỳ là giữ gìn. Xe là xe gia đình sử dụng, không phải là xe chạy dịch vụ taxi. Bởi vì thường chúng ta biết rồi, những xe 5 chỗ thì hay chạy dịch vụ taxi. Thế nhưng mà cái dòng xe mà 2 chỗ thì đa phần là không bao giờ có từ chạy dịch vụ taxi cả. Xe phải nói thật với anh chị là một chiếc xe cực kỳ đẹp, và chất tìm được một chiếc xe chất như này thì phải nói là rất ít khi gặp, rất là hiếm. Và ngay sau đây tôi sẽ quay gần luôn cho anh chị xem về những cái phần keo chỉ của chiếc xe này. Đây ạ, anh chị có thể nhìn sát vào đây thôi. Đây anh chị này, keo chỉ của xe nhá, nguyên bản tuyệt đối không mất một phân keo chỉ nào. Chúng ta ấn vào này, mềm sụn luôn. Đấy, đàn hồi ra này. Đấy. Cam kết với tất cả quý vị khách hàng nhé, đây là một chiếc Kia Morning Van 2009 cực kỳ đẹp, không có một lỗ nhỏ nào. Đấy. Bao tất cả các thợ test kiểm tra. Đấy. Máy móc nguyên bản tuyệt đối. Đấy. Chúng ta chỉ cần nhìn cái nắp keo bô và cái cửa hậu cộng với lại những cái keo chỉ tôi quay đấy ạ, là anh chị đã có thể là hình dung ra chiếc xe nó đẹp và chất như thế nào. Thủy lực để nâng cái cánh cửa sau lên cực kỳ là đẹp. Đấy. Nguyên bản hết, không bị chảy dầu, không bị một lỗi nhỏ nào cả. Những cái thông số theo nhà sản xuất đây, theo xe vẫn còn nguyên đây. Và ngay sau đây tôi sẽ mở cái răng này ra để anh chị xem luôn. Chúng ta thấy đấy ạ, từ những cái mép răng này, hôm nay tôi quay trời nó khá là nắng, không biết là anh chị nhìn nó có rõ không. Đây, tôi đứng ngay góc này. Đây ạ, từ những cái mép này, cực kỳ đẹp luôn anh chị nhá. Không bị chảy xước, không bị han gì, mục ngọt một tí nào cả. Đấy. Từ những cái cụm đèn ở phía sau đây, chúng ta có thể nhìn thấy đấy ạ. Trong vắt sườn của xe đấy ạ, chúng ta nhìn thấy đấy ạ. Từ góc xa, một cái đường chéo thẳng tắp từ ở đầu đến phần đuôi của xe. Không có bị gọi là xô lệch hay là có ma tít. Chính vì vậy là chiếc xe cái form dáng nó còn nguyên vẹn tuyệt đối. Và chúng ta quan sát đây, đây là một cái phần la răng của xe. La răng của xe thì đây là la răng sắt. Thế nhưng mà cái chiếc xe này là 2009 bắt đầu nhập khẩu về Việt Nam, chúng ta thấy đấy, nó đã là được trang bị một miếng ốp ở ngoài nhìn khá là đẹp, khỏe khoắn, có logo Kia ở đây. Ở bên trái đây là một chữ Morning, ở giữa là trung tâm là Kia, và mở khóa thì một cái chìa đây. Nhưng mà cái xe này hay một cái là chúng ta không cần phải dùng đến chìa khóa, bởi vì nó là chìa khóa điện đấy chị nhá. Chỉ cần ấn mở khóa đây là chúng ta đã mở được cốp rồi, và đóng xuống ta ấn vào đây khóa lại là không mở nữa, rất là thông minh. Chúng ta nhìn thấy đây ạ, đây là tất cả xe này là dàn kính là đã được dán kính 3M. Đây chúng ta nhìn kỹ vào đây.
các cái thông số kính từ nhà sản xuất 2009 này, nguyên bản hết tất cả dàn kính nhé chị nhé, không mất một kính nào. Chúng ta nhìn từ những cái nẹp chân kính này, nhìn cũ theo thời gian, tất nhiên về Việt Nam cũng 10 năm rồi, khí hậu ở Việt Nam, môi trường ở Việt Nam thì nó cũng khắc nghiệt. Chúng ta nhìn đây này, cái cao su này còn rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Chiếc xe này về tôi chưa hề có rửa dọn thấp gì cả, nên là tổng xe vẫn còn nguyên vẹn tuyệt đối. Đây là chúng ta nhìn sang cái phần đinh tán, dàn đinh tán của xe, của cánh cửa phía sau đây, chúng ta thể quan sát đấy ạ. Đây, nguyên bản tuyệt đối anh chị nhé. Đây, tất cả dàn lên đinh tán này đều tăm tắp, không có chỗ nào bị han gỉ mục mọt cả, chỉ có mỗi bụi bẩn thôi. Từ những cái ca răng cao su này còn rất đẹp anh chị ạ. Một chiếc xe về Việt Nam là 10 năm rồi, nhưng mà để nói thực sự là chạy rất là ít, với có 15 vạn thôi. Tí nữa tôi sẽ mở đồng hồ để cho anh chị xem. Về phần cánh cửa đây, keo của cánh cửa nhá anh chị nhá, không mất một phân keo chỉ nào. Đấy. Qua thời gian năm tháng sử dụng thì ở dưới này nó là cái chỗ gọi là tiếp xúc với nước rồi, có bị gọi là một tí tẹo, nó gọi là nó chóc cái sơn ra thôi, thì cái này nó là cái lỗ nhỏ không ảnh hưởng gì. Đấy. Và chúng ta nhìn thấy đây, cái cánh cửa táp ly của cánh cửa phía sau đây nhìn cực kỳ đẹp, được trang bị đó chính là một cái nội thất màu nó hơi gọi là màu sữa một chút, hơi ngà kem kem, nhìn rất là đẹp. Được trang bị là tổng 4 loa toàn giải. Âm thanh của chiếc xe này thì cực kỳ hay. Và chiếc xe này được trang bị nó là gương kính lên điện. Và chạy 40 km, 38 đến 40 km là tự động rút cửa anh chị nhé. Và đóng cửa rút chìa khóa ra là tự động mở cửa ra, rất thông minh. Đây chúng ta xem luôn là cái cột của xe. Một cái xe đẹp hay không ta chỉ nếu mà một cái xe mà chúng ta nhìn rồi đấy. Đấy, từ cái form dáng cột kèo rồi keo chỉ rồi kể cả những ốc cánh cửa đấy anh chị này. Đấy, những con ốc cánh cửa này gần như là chưa hề có một cái động tác nào gọi là cờ lê hay là khẩu cho vào đây, tức là nguyên bản tuyệt đối, không mất gọi là một con ốc nào có vết về phần cánh cửa nhé anh chị nhé. Đấy, tiếng đóng cửa của xe anh chị nghe này, phùng phục luôn, cực kỳ hay. Đó. Về phần keo chỉ ở cánh cửa bên phụ, đấy, tôi gỡ luôn để cho anh chị xem. Video này tôi quay kỹ để tất cả các anh chị quý khách ở từ Bắc vô Nam. Thì nếu mà anh em thợ hay là quý khách hàng gần xa xem và thấy ưng thì là chuyển khoản và tôi sẽ làm thủ tục để đưa xe vào cho quý anh chị. Phí mà chuyển đây Sài Gòn thì hết khoảng cái xe nhỏ này hết 4.500.000, còn xe hatchback là 4.500.000, xe sedan là sẽ hết 5 triệu. Phí đấy vận chuyển thì quý vị anh chị sẽ chịu, khách hàng chịu. Còn đây ạ, với cánh cửa trước đây, quay kỹ luôn cho anh chị xem. Dàn đinh tán nguyên bản tuyệt đối, và hàng keo chỉ của xe từ trên xuống dưới nguyên zin tuyệt đối. Những cái chỗ mép mép này thì bị một chút gọi là chóc sơn thôi, nhưng mà nó vẫn zin nguyên bản hết. Thì cái này nó xử lý rất đơn giản, nó là cái lỗi rất là nhỏ, tí xíu thôi. Còn về phần cánh cửa chúng ta nhìn tắp đi cực kỳ đẹp. Gương là con này là gương điện anh chị nhá, gương là gương chỉnh điện và cũng gập điện luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ điều khiển ở bên trong. Phía đằng trước của chiếc xe, phía trước của chiếc xe thì được trang bị là một cái cặp đèn, này là cặp đèn đặc trưng của Kia Morning nhập khẩu rồi. Đấy. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn sâu bên trong, cấu kính của nó rất là đẹp, không bị chân chim, không bị ố vàng, mà chiếc kính này, cái pha này nó chưa hề đánh bóng. Đấy. Trên này đèn đường mi, dưới này là pha cốt, dưới này được trang bị một cái cặp đèn gầm. Đây là cái ba đăng cản nhiệt để đưa mát, đưa gió vào động cơ cho mát máy. Trên này cũng vậy. Tôi sẽ mở luôn cái khoang máy để cho anh chị xem, nổ máy luôn. Vâng, vừa rồi tôi vừa mới khởi động nổ máy rồi, mở nắp capo rồi, tôi sẽ cho anh chị xem luôn về cái máy của xe. Đây anh chị nhớ, chiếc xe này là tôi vừa chạy trực tiếp từ chủ xe về đến tại cửa hàng. Nó rơi vào khoảng tầm 75 km, và về đến đây thì chưa hề có rửa dọn gì, máy còn đang rất là nóng và điều hòa thì bật suốt quá trình như vậy, là đang để hết gió số 2. Máy nổ cực kỳ êm, đấy, tôi để tay đây anh chị thấy này, êm du 4 máy 1.0, nên là cho cái khả năng vận hành cũng như là cái nổ rất là êm, không có bị rung lắc. Rồi, đấy là tôi quay kỹ để cho anh chị xem từng cái phần chi tiết một. Đây chúng ta có thể thấy này, máy là cam kết nguyên bản tuyệt đối anh chị nhé, từ những con ốc nhỏ nhất từ phía trong này, ốc kể cả cái ốc mặt máy này còn chưa hề gọi là động chạm, chưa hề
thay gioăng mặt máy hay là làm cái gì cả. Chúng ta có thể nhìn này, từ cái dây ga còn nguyên bản, chưa hề thay dây ga anh chị nhé. Từ cái dây côn cũng nguyên bản đây anh chị này, chưa hề thay dây ga, dây côn cực kỳ đẹp. Và lên cabo, cabo chúng ta nghe này, một chiếc xe để mà nếu mà chẳng hạn như là đã có lỗi mà đã là gọi là làm về sơn thì sẽ có rất nhiều ma tít, thì tiếng gõ nó sẽ giống như miếng nhựa này, nó sẽ phục phục phục. Nhưng mà cái tiếng côn ấy chúng ta nghe gõ rất con con, giống như là một cái chúng ta gõ vào cái mâm tôn ấy. Đó. Ở bên đây chúng ta có thể thấy đây là những cái đường chạy keo chỉ, giống nguyên bản tuyệt đối hết, không coi như là một chỗ nào có gọi là bị lỗi cả. Tem của nhà sản xuất đây anh chị nhá, tem nhà sản xuất trên nắp cabo vẫn nguyên bản luôn ở đây. Đây tôi giới thiệu luôn về cái phần bên này, bên này là về để xem nốt cái cánh cửa và cột kèo ở phía bên lái. Đây ạ. Về phía bên cánh cửa bên lái đây thì chúng ta nhìn nhanh luôn này, tất cả keo chỉ zin hết tuyệt đối, tắp ly cực kỳ đẹp. Và đây là cái dàn nút điều khiển của bốn cánh cửa. Đây là cánh cửa lái này trực tiếp luôn, cánh cửa trên, hai cánh cửa trên, hai cánh cửa dưới, khóa chốt tổng. Và đây là điều chỉnh gương trái phải lên xuống. Đấy, nút này là cục điện, cục gương. Đấy, thì ấn đây là tự động là gương cục vào đấy ạ. Đó, mở ra này, chúng ta có thể là sang xem luôn cái cột này. Đây, và những cái đường keo chỉ đấy chị này. Đó, đây là cái phần dàn đinh tán của xe. Phải nói thật sự với anh chị cũng rất lâu rồi bên chúng tôi mới nhập được một chiếc xe Kia Morning 209 nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật, của Hàn Quốc về mà nó đẹp như thế này. Tiếng đóng cửa thì cực kỳ chắc. Được chưa? Táp ly phía sau thì coi như không có gì để mà diễn tả, bởi vì gần như là không có bị chảy xước thế nào, tức là cái nội thất của chiếc xe này táp ly táp lô thì nó đẹp như là một con Kia 2015-16 đời cao ấy anh chị ạ. Đây này. Đó, chúng ta thấy không ạ? Cực kỳ đẹp. Âm thanh của chiếc xe này cực kỳ hay, tôi mở khóa đây ngay đã nghe là âm thanh rất là hay rồi. Vâng, vào rồi, chúng ta sẽ vào trong khoang lái. Vâng, tôi đang ngồi ở trong khoang lái của Kia Morning Van 2009 nhập khẩu. Cảm giác ngồi hôm nay thì rất là thoải mái anh chị ạ. Cái tư thế ngồi lái rộng rãi, cái bên cạnh đây còn bệnh tì tay. Và chiếc quan này thì được là điện có báo đèn. Có rất nhiều các chức năng, bên dưới là điều hòa. Đấy, bên cạnh đây là có một cổng 12V ở đây, rất là tiện cho chúng ta dùng cái việc châm thuốc hay là lắp cam hành trình hay gì đó, bơm lốp cũng được ở đây, rất ổn. Chỗ này là hai cái hốc để hai chai nước. Xe trang bị số sàn anh chị ạ, số sàn. Nội thất ra thì chúng ta vừa xem rồi, bên này là có một cái chỗ để đồ đạc quý nhất thì các thứ vào đây. Trên này là có một cái trang bị một cái đèn, đèn mở cửa, đèn sáng, tắp lô. Trần nỉ nguyên bản anh chị nhé, nguyên bản tuyệt đối luôn. Đấy, từ hai cái miếng chắn nắng ở đây thì chúng ta thấy này, chữ Hàn Quốc limit luôn, còn nguyên bản tuyệt đối hết mà nhìn rất là đẹp, sáng sạch sẽ. Và bây giờ tôi sẽ khởi hành cái chiếc Camry này xem như nào. Tôi khởi động, máy nổ rất êm, điều hòa rất thoải mái, gió trong. Nó sẽ xuất phát. Máy khá có khả năng vận hành của chiếc xe này. Chiếc xe chạy chuẩn 15 vạn đấy chị nhé. Ngồi đây, 15 vạn. Và tự động rút cửa anh chị ạ, chạy đến tốc độ là 38-40 km, rút cửa luôn. Chúng ta không cần chốt. Và khi chúng ta dừng lại này anh chị này, tôi sẽ dừng lại. Tắt
tắt chìa khóa là tự động sẽ mở khóa luôn anh chị nhé. Tắt chìa khóa. Nhưng mà để mà mở cửa thì chúng ta phải rút chìa khóa ra này. Chìa khóa là chúng ta có nghe tiếng cạch này. Đó, chúng ta thấy chưa? Ngay lập tức là chốt cửa mở lên. Rất thông minh. Vâng, cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã xem hết video của tôi đến giờ phút này. Vừa rồi là tôi đã giới thiệu nhanh đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc Kia Morning Van 2009 nhập khẩu nguyên bản từ Việt Nam. Và anh chị xem video này thấy hữu ích, thấy hay thì hãy chia sẻ video này nhé. Nếu anh chị là lần đầu tiên xem video của tôi, hãy nhấn đăng ký kênh và nhớ rung chuông nhé để cập nhật được những thông tin mới nhất từ kênh ô tô xe máy Long Biên và đang chào bán các mẫu xe ô tô xe máy mới nhất. Vâng, xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị khách hàng và toàn thể các bạn hãy ủng hộ tôi trong thời gian tiếp theo nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo.